Thưa quý vị, những ngày qua thì đã có hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã đến các địa bàn xung yếu, địa bàn trọng điểm có nguy cơ sạt lở để giúp bà con cứu kéo tàu thuyền, chăn chống nhà cửa và tổ chức di dời người dân khi cần thiết. Xác định địa bàn âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cùng các khu vực ven biển Nam Hồ, núi Hải Vân là những địa bàn trọng điểm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo các đồn biên phòng Hải Vân, Sơn Trà tăng cường cán bộ chiến sĩ kịp thời xuống giúp dân, đồng thời thành lập trung đội cơ động sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Và tổ chức lực lượng kiểm tra đông đốc cho các phương tiện du lịch, các tàu thuyền hoạt động ven bờ biết để mà chủ động trong tác phòng chống. Đối với đơn vị thì hiện nay chúng tôi cũng đã triển khai cho cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị nắm và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn theo quy định. Ngay trong chiều ngày hôm qua và sáng nay, Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục điều động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ giúp bà con nhân dân cứu kéo, neo đậu lại tàu thuyền, bốc xếp vận chuyển hàng hóa cứu trợ và khắc phục những thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra, đồng thời giúp di chuyển bà con ở các địa bàn có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Hiện nay, đề phòng mưa lớn từ thượng nguồn, nước đổ về mạnh trên sông Hàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng khuyến cáo các phương tiện về neo đậu tránh bão tại âu thuyền, cảng cá và các khu vực lân cận không được tự ý di chuyển trên sông Hàn và vịnh Đà Nẵng để tránh xảy ra sự cố tai nạn đáng tiếc.